đúng không? Thì bây giờ các bạn bật nút này lên xong thì bạn cần phải gạt thêm cái át này cho mình. Gạt cái át này nó kiểu như là cái át trong nhà các bạn ấy đóng điện tổng ấy. Các bạn nhìn này, gạt lên thì hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động như thế này. Thì ở đây ở cái bộ này nó sẽ có một bộ là bộ đo, đo để xem hệ thống trong này chạy là ra bao nhiêu. Đấy. Ở đây bộ này thì nó sẽ báo được cho các bạn là cả công suất A đây bạn nhìn này, 0.4 này. Tức là đang báo được cả công suất tiêu thụ. Hello, xin chào bạn nhé. Các bạn đang theo trên ảnh là một bộ kích 1.500 nhé. Cái này là vừa rửa xong của anh Quyền ở ở đâu nhỉ? Phúc Thọ, Hà Nội bạn ạ. Hôm nay mình sẽ cho bạn xem một chút về phần máy nó chạy, test công suất máy và là một thế là hai là test máy để gửi về cho anh Quyền luôn bạn ạ. Và giới thiệu thêm các bạn một chút về phần cái bộ để khống chế công suất để dùng cho kích được bền và đảm bảo là an toàn. Đấy, xin là như vậy. Đấy, trong cái dòng kích điện 220 hiện tại mà phân khúc giá không phải tức là nó không là phân khúc giá mà tức là nói về trong cái phân khúc kích 1.000 thì điện xin chuẩn hiện nay thì là có dòng Suder này là đang đứng ở trong gọi là top bảng xếp hạng các bạn ạ. Hàng cao cấp, tốt, chất lượng sóng ra ổn định và giá thành là phù hợp. Chạy đủ công suất cho các bạn. Ở đây test thì mình sẽ sử dụng là một bình ắc quy lithium nhá. Bình này là bình 100A. Bình này của anh Hà Kim Đễ là cũng là một phần là test để hôm nay là gửi về cho anh ấy luôn. Đấy, test hàng chạy hàng 100A này thì thôi yên tâm luôn bạn ạ, siêu bền, nhỏ gọn nhẹ, dùng rất là thích luôn. Hết điện tự ngắt, nạp đầy tự dừng. Người ta bảo thử thử hoạt động bạn nhé. Bình thường khi các bạn sử dụng cái kích này này mà các bạn đấu điện vào thì hay bị tình trạng là nó bị quá công suất, nhưng mà bây giờ các bạn lắp thêm một cái bộ này thì sẽ giới hạn được công suất rất là an toàn luôn. Thiết bị này sẽ giúp các bạn là giới hạn được công suất. Bộ này thì nếu những bạn nào đã xác định sử dụng kích và dùng cho các máy kích điện hoặc máy phát thì mình khuyên khuyên cáo các bạn nên lắp cái bộ này cho mình, lắp thêm một bộ để bảo vệ hệ hệ, hệ thống an toàn nhất có thể. Khi các bạn tắt đi nhé, tắt đi sẽ như này, tắt này đúng không? Khi các bạn bật kích lên nhỉ, các bạn nhìn nhá. Cái hệ thống này hoạt động thì nó hơi rườm rà một chút, là phiền, hơi phiền với trước kia. Là trước kia các bạn bật cái nút này lên này là các bạn dùng luôn đúng không? Thì bây giờ các bạn bật nút này lên xong thì bạn cần phải gạt thêm cái át này cho mình. Gạt cái át này nó kiểu như là cái át trong nhà các bạn ấy đóng điện tổng ấy. Các bạn nhìn này, gạt lên thì hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động như thế này. Thì ở đây ở cái bộ này nó sẽ có một bộ là bộ đo, đo để xem hệ thống trong này chạy ra bao nhiêu. Đấy. Ở đây bộ này thì nó sẽ báo được cho các bạn là cả công suất A đây bạn nhìn này, 0.4 này. Tức là đang báo được cả công suất tiêu thụ hiện tại luôn là đang là 0.4A. Các bạn nhìn này, đồng hồ nó báo luôn này 0.4A đúng và chuẩn nhá. Cái số nó sai số trong mức rất là chấp nhận được cho phép, rất là nhỏ. Các bạn dí nút này cài đặt nhé. Đây. 0.4 này. Dí liền cho mình nhá, các bạn nhìn thấy nháy chưa? Báo U này, điện áp cao, điện áp thấp này, A này. Ở đây mình cài A thấp, bạn nhìn nhá. Mình cài thấp nhất là 1A này, các bạn nhìn thấy không? 1A nó tương đương khoảng 220W. Xong nhá. Rồi hệ thống đã lưu lại. Với mức lưu 1A này thì sẽ an toàn hơn và các bạn sẽ không phải lo tình trạng là máy bị quá tải. Công suất trên 220W là máy sẽ dừng luôn. Tắt này. Để mình test thử đoạn luôn này. Test thử các máy luôn. Bây giờ mình sẽ test thử ở trên bóng đèn cho bạn cùng xem này. Trên bóng đèn nhé. Lúc đấy các bạn thì mình đã thấy mình là cài đặt ở mức là 1A đúng không? 1A nó tổng khoảng 220. Bây giờ mình sẽ chạy cái bóng đèn cho bạn cùng nhìn này. Công suất nó đang ở mức là 100 nhé. Bây giờ mình sẽ thử ở trên cái máy này. Trên cái máy cắt Makita nhé. Cái máy này công suất là 450 các bạn nhìn này. Thì khi lắp vào cái này thì cái hệ thống này sẽ ra làm sao, nó sẽ ngắt hay không các bạn sẽ nhìn và thấy luôn. Thế nên mình cắm điện này, cắm điện chưa chạy đúng không, thì nó vẫn bình thường luôn. Bây giờ ta sẽ bắt cho nó chạy nhé, bạn xem này, bấm mình bấm nút cho chạy nhé, các bạn nhìn này, bạn nhìn nhìn trên đồng hồ nhé. Đấy, bạn thấy không, hệ thống cắt luôn, rất an toàn đúng không? Riêng bộ này đã lắp vào rồi thì nó sẽ khống chế công suất và cái thời gian nhảy nó rất là nhanh,
đảm bảo an toàn cho kích, kích này sẽ không bao giờ bị quá tải luôn. Riêng nắp bộ này vào cực kỳ an toàn. Đây là một phần để test cho bạn cùng xem và anh em xem về cái phần máy chạy. Bây giờ nhìn này, gạt lên này. Gạt không lên đúng không? Các bạn muốn lên các bạn bấm cái nút này, bấm nút xanh này. Rất an toàn, hiệu quả luôn. Ở nhà mà có phụ nữ trẻ nhỏ hoặc là các cụ mà dùng kích ấy, sợ bị quá tải thì có thể lắp cái này. Để tránh tình trạng hỏng kích, anh em mà đi có đi vắng ở nhà mà có bật lên sử dụng thì cũng không phải lo lắng vấn đề về sử dụng. Đấy. Bấm nút xong thì mới được bật át trở lại hoạt động bình thường. Hệ thống lại chạy ban đầu. Đây là mình đang giới hạn ở mức công suất là dưới 200 nhá. Thì riêng cái kích này chạy nó tầm 400 rồi. Cắt ngay. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy này. Nếu các bạn muốn chạy nó sẽ bấm nút này tiếp này. Bấm nút này này, các bạn nhìn nhá. Dí liền cho mình nhá, dí liền nút ngoài cùng luôn này. Đèn nhấp nháy các bạn nhìn không? Nhấp nháy 250 này, xuống 190 này. Đây là mức cao, mức thấp 1A này các bạn cho lên này. Bây giờ mình sẽ cho lên 2A nhá. 2A là tầm khoảng 400W. 400 thì khả năng là kích này chạy được. Ấn nút nữa này, giữ nút này để server lại, nhớ lại. Xong nhá. Xong người ta cho chạy thử nhá. Dòng khởi động của nó có cao một chút nhưng khi các bạn sử dụng sẽ hoàn toàn yên tâm. Các bạn nhá, tức là dòng khởi động của nó cao nhưng dòng khởi động cao thì lại có một điểm là nó chỉ khởi động bất ngờ thôi, sau đó nó hạ công suất máy xuống luôn. Đây đang báo SH0 này, tức là đang báo bị cao quá này các bạn nhìn này, dòng khởi động cao. Đấy. Dòng này nói chung có nhiều tính năng lắm bạn ạ. Các bạn có thể tham khảo thêm cái sách hướng dẫn sử dụng của nó để biết thêm về cái thông số máy. Nhưng mà cái mục đích chính đầu tiên mà cũng như là khi lắp đặt là sẽ phần có phần bảo vệ quá tải là cái nó là quan trọng nhất đấy. Với tầm cỡ máy cắt 450 mà đã chạy rồi thì các bạn hoàn toàn yên tâm là cái kích này chạy tốt luôn, hiệu quả. Kích này thì chạy tối đa là được 1.000W các bạn nhé. 1.000 là công suất max, nhưng mà thường thì để chạy bền thì không ai chạy 1.000 cả. Thường thì chạy tầm khoảng 700 quay đầu thôi, 700-800. Thì nói luôn là những anh em nào mà cần để thổi cơm là chạy thoải mái luôn. Thổi cơm, thổi nồi cơm điện ấy. Tức là thổi nồi cơm điện, bởi vì nồi cơm thường công suất nó khoảng tầm 700, 600-700. Con nồi nào mà nồi to thì sẽ rơi cỡ tầm khoảng 850 là sẽ thổi cơm ổn định. Nhưng vấn đề là muốn thổi cơm được thì cái bình các bạn nó phải đầy điện nhá. Chứ như cái bình lithium này mà điện nó đang báo với mức 3.2 này thì sắp hết điện nơi rồi. Bình này mà để thổi cơm thì chắc không trụ được một nồi đâu bạn ạ. Điện bình này đang báo gần hết rồi. Đấy, các bạn phải sạc đầy vào cho mình thì bắt đầu thổi cơm được. Đây kích của anh Quyền gửi về cho anh Quyền đấy, coi như là đã xong, chạy tốt luôn. Đấy, và giới thiệu với các bạn một phần về cái thiết bị này đây. Cực kỳ an toàn và cần thiết nhé.